Kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Thưa quý vị, những ngày qua thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh ta duy trì trạng thái trời nhiều mây, có mưa mưa nhỏ trời rét, nền nhiệt ít biến đổi, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 18 đến 19 độ, tương đương so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo là trời nhiều mây, âm u, có mưa mưa rào, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ thấp nhất ngày từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 19 đến 20 độ. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực Đông Bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Trời nhiều mây, âm u, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ giao động ở ngưỡng là 17 đến 19 độ, độ ẩm từ 85 đến 99%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang, trời nhiều mây, âm u có mưa mưa rào, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ giao động ở ngưỡng là 17 đến 20 độ, độ ẩm từ 84 đến 95%. Khu vực thành phố Hải Dương trời nhiều mây, âm u có mưa mưa rào, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ giao động ở ngưỡng là 18 đến 20 độ, độ ẩm từ 86 đến 98%. Chuyển qua thông tin thủy văn, 24 giờ qua mực nước các sông tiếp tục lên và vào kỳ chiều cường. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0m92. Ngày mai, mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 11 giờ 15 phút ở mức 1m25 đến 1m30. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 9 giờ ở mức 1m60 đến 1m65. Và như thường lệ cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.